Xin kính chào các quý vị. Vâng, đã là dân chơi audio thì ai cũng thích cho mình có những bộ dàn thật chất lượng. Đầu tiên phải nói đến cặp loa, những preamply, rồi powerly, rồi CD, rồi phần nhạc số. Nhưng có mấy ai để ý tới những hậu trường đằng sau không? Thực tế ra thì mọi người cũng chỉ cố gắng làm sao làm tốt nhất trong điều kiện có thể. Và hôm nay chúng ta sẽ đi từ các cái cơ bản đến cái nâng cao, cái chuyên sâu hơn nữa vào cái hậu trường của audio. Với nhiều người thì người ta bảo thế thì một hệ thống điện thì như thế nào thì gọi là tốt, mà một hệ thống chuẩn của audio thì như thế nào gọi là hệ thống chuẩn của audio. Và chúng ta sẽ cùng trải nghiệm ở trên một shop audio tương đối là nổi tiếng, đó chính là Thiên Hà Audio, và xem cách setup và cách làm việc của người ta về hệ thống điện như thế nào. Và bây giờ thì chúng ta nhìn vào đây thì các bạn thấy hôm nay tôi bày rất là nhiều các cọng dây ở đây ạ. Thì mọi người cũng sẽ hỏi thì những cọng dây thì có công năng và tác dụng gì, và mỗi một cọng dây thì có giá trị ra làm sao. Thì chúng ta lại phải đi bắt đầu trở lại từ phần gốc của vấn đề, đó là nguồn điện. Như các bạn nhìn thấy đây chính là cái nguồn automat của nguồn điện này, khi chúng tôi tách từ một pha lấy ra từ điện 3 pha và chúng tôi sẽ cân chỉnh làm sao để cho hệ thống chơi tốt nhất. Và đây chính là automat của Schneider. Với nguồn điện lấy vào thì các bạn thấy, nhìn thấy thì thấy nó rất là nhiều dây điện và tương đối là rối rắm, đúng không ạ? Vì trong này nó sẽ có dây màu vàng và một cái dây màu đỏ trắng ở trong này. Thì các bạn sẽ để ý vào, thế không hiểu các cái dây này thì có công năng và tác dụng gì. Vâng, thực tế chúng tôi đây đang đánh vào hai nguồn dây. Đầu tiên đây chính là dây Carat đến từ Mỹ, và đây là chính là dây âu điền rất chất lượng rất là cao. Và cái dây âu điền này thì nó rất là đắt, nó lên tới gần khoảng 1.000 đô/mét, gần 1.000 đô/mét, và chúng tôi chỉ phục vụ cho tầm khoảng 3 mét dây nguồn thôi. Với hệ thống nguồn điện này thì nó sẽ dẫn ra đâu? Vâng, đây như các bạn nhìn thấy đây, nó sẽ có hai ổ cắm ở đây, hai ổ cắm. Đây là một ổ cắm Fullotech LCF và đây chính là dây của Carat, và ổ cắm bên này chính là ổ Ziplock của hãng Audien. Và chúng tôi đã tháo mặt để cho các bạn nhìn thấy cái chân này cho nó rõ hơn với cái ổ Ziplock này. Với hai nguồn dây điện này thì khi chúng tôi trải nghiệm trên một hệ thống, cùng một hệ thống âm thanh, thì có chất âm gì nó sẽ khác nhau và nó sẽ được cái gì. Với dòng dây Carat đó là dây một lõi, dây đồng trục, thì nó sẽ có tiếng âm thanh thu tĩnh lặng, và nó sẽ phục vụ cho những bộ dàn lớn mà muốn cần thu lại tiếng. Còn dây Audien thì các bạn sẽ thấy cái độ dày trầm ấm và cái độ lan tỏa của âm thanh và cái trường âm thì nó rất là rộng. Và cái này nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống bộ dàn của các bạn, là các bạn muốn chơi định dạng nào, và các bạn hiểu ra làm sao về định dạng đó thì các bạn sẽ đầu tư vào cái hướng đó để các bạn chơi. Còn bây giờ chúng ta lại quay lại về hệ thống này. Với dòng dây này thì Thiên Hà Audio hiện tại là đang cung cấp và phân phối những hệ thống dây của Fullotech và một số hãng khác, nhưng hôm nay thì tôi lấy đặc trưng của hãng dây Fullotech. Vì tại sao vậy? Vì Fullotech thì nó đa dạng những dòng dây. Và đầu tiên chúng ta đi từ dây cơ bản nhất là dây 314AG. Đây chính là một cái dây nguồn, và một cái tiêu chuẩn đó là 1m75. Và đây dây của hãng luôn. Và dây nguồn này thì nó sẽ có một lõi bạc và một lõi đồng, và nó có giá tầm khoảng 40 đô một mét. Thế là các bạn đã đủ có điều kiện để chơi được một cái dây đúng chính hiệu của 4Audio. Và dây này thì nó sẽ có tiêu chuẩn của bọn Mỹ, là của người Mỹ là sẽ là 16AVG. Đó, thì các bạn sẽ thấy dây này, và dây này chính nó là đây. Và chỉ chúng ta nhìn đây thì chúng ta sẽ thấy ngay một cái lõi đồng và một lõi bạc này. Đấy, cái độ nó phủ bạc bên ngoài, và đây lõi đồng và đây dây mát ạ. Và bọc này thì nó sẽ được bọc một cái thép lông bên ngoài là rất là cứng cáp. Tôi thấy dây này nếu mà đã gọi là để chơi audio ở trong cái những bộ dàn hi-fi cao cấp đã là tuyệt vời lắm rồi. Còn cao cấp hơn thì sẽ là dòng dây 032S. Và dòng này thì nó sẽ là bắt đầu được sử dụng và hoàn toàn được bắt đầu tôi mới đi nghiên cứu và để ý sâu hơn các dây này, vì tôi thấy là có mỗi một cái dây thì nó lại có một cái chất âm khác nhau. Và khi mình phối ghép, mình nghe những dòng nhạc khác nhau thì nó sẽ do cái hiệu ứng âm thanh nó sẽ khác nhau. Thì hai dòng này thì chúng tôi đều sử dụng đầu C19. Và đây là một trong những dòng dây mà tôi thấy là nó rất là chất lượng khá, tức là mình bắt đầu là tiến thân vào con đường Ultra High End rồi. Còn dây cao cấp hơn đó chính là 055. Thì đây là một dòng dây tương đối là to, như các bạn nhìn thấy cái hệ thống dây của nó trên này nó như thế này. Và nó có những cái tép lông bên ngoài như này, và cái sợi nhỏ bên này là sợi bông rất là nhiều, nhưng mà hoàn toàn nó bằng đồng FC cao cấp. Và dòng này thì bắt đầu được trong chế độ ngủ đông rồi, tức là sau đó kích hoạt bằng nano thì bắt đầu nó kích hoạt lại. Và đây là một trong những dòng dây chất lượng, rất là chất lượng. Và bản này thì nó sẽ có giá gấp 5 lần so với dây 314AG. Còn bản limited cuối cùng của dòng này chính là đây, là chính là 4.1 Limited Edition. Đây là bản này, là bản special các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy các lõi đồng nó rô ra này. Đấy, đồng FC mà độ tinh khiết cao đến 6.9 và chất lượng hoàn hảo. Với những dòng này thì đúng là chỉ phục vụ cho những bộ dàn ultra end và thực sự cao cấp. Thế khi nói đến dây này rồi thì các bạn sẽ lưu ý một chút, bảo thế thì dây thì bây giờ thấy cũng có giá từ thế nọ thế kia, nhưng mà cái quan trọng nhất là chất lượng dây và cái hiệu ứng của dây khi bộ dàn thế nào. Thì tất cả chúng ta đều phải công nhận là
dây điện nó chỉ là cái nguồn của dụng điện, tức là cái nguồn điện nó mới là quan trọng. Tức là bạn có một nguồn điện sạch, một nguồn điện tốt, một điện xả mát chuẩn, thì các bạn khi các bạn dùng những bộ dây này vào hệ thống bộ dàn âm thanh thì bạn sẽ thấy nó có sự khác biệt rõ rệt, và các bạn sẽ đầu tư nó rất là mức độ vừa phải, nhưng mà ngược lại thì bắt đầu là nó sẽ được một cái hiệu quả rất cao. Và khi trước tiên bất cứ nghe một bộ dàn nào thì các bạn hãy lưu ý làm nguồn điện trước, kể cả làm phòng, kể cả đặt hệ thống bộ dàn luôn, là các bạn luôn nên làm một hệ thống nguồn điện tốt, chất lượng tốt. Và khi nhiều người sẽ hỏi là thế những dây này rồi thì so các dây khác thì các bạn nhìn đâu, thì các bạn bắt đầu hôm nay tôi mới lại tháo toàn bộ tất cả những cái dây nào mà tôi có đang có trong tại cửa hàng. Đây là những dây của châu Âu các bạn, người ta cũng chỉ dùng đồng UFC ạ. Vâng, nhưng mà đồng bên này thì nó sẽ đỏ hơn là đồng của bên các hãng của Nhật. Và các bạn thấy cái này nó chỉ đấu rất là đơn giản là, nhưng nếu chúng tôi thì chúng tôi khuyên các bạn là lên bóp cốt đầu này, hoặc là các bạn tráng thiếc đầu này thì để cho các cái kết nối này nó sẽ không bị dâng trở kháng lên thì nó sẽ tốt hơn cho dây đó. Còn đấy là dây châu Âu chuyên bản. Và một điều nữa là trước đây thì tôi rất là ấn tượng và ngưỡng mộ một cái dòng âm ly, đó là FM Acoustic hoặc là dòng ASR của Tý Đức. Thì với những dòng âm ly đấy thì người ta lại hoàn toàn không cho độ dây, tức là người ta sẽ đưa hẳn cái dây đấy vào trong hệ thống, hàn chết luôn ở trong âm ly này, nên người ta sẽ hoàn toàn không tin tưởng bất cứ một dây nào. Vì tôi biết là những dây của hãng này là đều của các hãng của Tý Đức, rất là chất lượng cao. Đấy chính là một cái hãng Huler đó. Và tôi tìm hiểu thêm, nhưng mà đến hôm nay tôi tháo ra cái cọng dây này thì tôi xem là để mình xem cái trải nghiệm xem là của mình cái dây này là như thế nào. Thì đây chính là con FM Acoustic. Và đầu dây này thì các bạn nhìn thấy, thực tế thì nếu mà như quan điểm thì nhìn như này thì nó không phải là quá to hoặc là quá lớn đâu, nhưng mà ngược lại thì khi các bạn soi vào cái đầu đồng trong này thì các bạn sẽ thấy là nó rất là chất lượng. Bây giờ tôi sẽ cầm một cái Tolovit, tôi tháo thử cho các bạn xem, thử xem là một cái đầu đồng của nó thì nó sẽ như thế nào. Đấy, đây là một cái trải nghiệm rất là thực tế và tuyệt vời khi có được một cái sự trải nghiệm này. Đây tôi đang tháo cho các bạn xem thực tế xem cái dây này nó có gì khác biệt không. Đây các bạn nhìn thấy không? Nó cũng chỉ là đồng UFC chất lượng cao thôi, nên cái màu đồng này nó sẽ rất là màu đỏ thẫm. Và cái quan trọng nhất là mình nhìn cái ánh đồng này, tức là nếu mà cái đồng này mà nó là nhôm ấy, thì nó sẽ được rất là mềm. Mình bẻ đi bẻ lại những cái đồng này nó là đồng xịn, nó là đồng cứng độ UFC và chất lượng của nó rất là cao. Và đây là người ta tiêu chuẩn, nhưng mà người châu Âu thì là người ta lại không, tức là người ta đặt cái tiêu chuẩn này nó không phải là quá cao như người châu Á. Vì người châu Á mình thì muốn chơi cái gì nó cũng phải chơi đến cái độ tinh tế nhất và sâu nhất của âm thanh, nhưng mà người châu Âu người ta chỉ cố đặt như thế này là cũng đã là xong. Và cái tự tác lông bên ngoài nó chỉ đơn giản như này thôi. Và đây là chính là cái bọc của người ta đấy, chính là cái kẹp cốt của người ta luôn, chỉ là cái kẹp này để cho nó khỏi tuột cái sợi vành đê ở ngoài ra thôi đó, mỗi vậy thôi. Nhưng mà cái này thì với cái nguồn điện này thì tôi nghĩ đây là một yếu tố mà nó rất là cơ bản và nó rất là quan trọng cho bộ dàn. Vì chúng ta phải luôn lên nhớ tất cả các hệ thống âm thanh, từ loa, từ âm ly, nó chỉ là cái dụng, tức là cái công dụng của nguồn điện thôi. Vì cái nguồn điện nó mới là cái quan trọng nhất. Và có muốn có một bộ dàn hay, một bộ dàn âm thanh chất lượng, thì chúng ta đầu tiên hãy lưu ý tới nguồn điện. Đó là một cái tiêu chí mà tôi muốn gửi tới các bạn hôm nay. Và đây cũng là một cái chuyên mục của Thiên Hà sẽ đưa đến các bạn, đến tất cả các dây collect rồi và cả phòng nghe nữa. Các bạn hãy nhớ vào Thiên Hà Audio chúng tôi, điểm đến của người âm nhạc. Hẹn các bạn vào ít phút sau.